Chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 2 tuần 30 vở luyện toán lớp 5 tập 2. Và các em nhớ đây là tập 2 nha. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà sẵn sàng thì nhớ lúc nào chúng ta cũng có tập hay là vở ghi nhớ, giấy nháp để chúng ta làm bài. Được chưa? Và bây giờ thì sẽ không linh tinh và không liên thuyên nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chú. Đấy, bài của ta này. Ta đến với cái bài số 1 này, thì yêu cầu mình nè. Viết số thập phân. Nhớ nè, số thập phân hoặc là phân số thích hợp vào chỗ chấm. Được chưa? Rồi, vậy thì câu A nè. 20 phút thì bằng bao nhiêu giờ? Vậy thì các em đã biết nè. 20 phút mà muốn đổi ra giờ thì 1 giờ các em biết là bằng bao nhiêu? 60 phút. Vậy thì 20 phút sẽ là 20 trên 6 gì? Trên 60. 20 trên 60 thì chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho 20 thì sẽ được là 1 phần mấy? 1 phần 3 giờ. Được chưa? Đấy, vậy thì ở đây chúng ta là số thập phân hoặc phân số. Vậy thì 20 trên 60 này không thể chuyển ra số thập phân được. Nên ta sẽ dùng phân số là 1 phần gì? 1 phần 3 giờ nhá. Được chưa? Tương tự như vậy nè. 30 phút. Vậy thì chúng ta sẽ có là 30 trên 60. 30 trên 60 thì sẽ bằng 1 phần mấy? Chia cả tử và mẫu cho 30 sẽ được 1 phần 2. 1 phần 2 thì nó sẽ bằng là 0 phải gì? 0,5. Được chưa? Vậy thì cái này chúng ta có thể sử dụng là phân số là 1 phần 2 hoặc chúng ta dùng số thập phân là 0,5 giờ đều được hết nhé. Đó, em là thích dùng phân số thì dùng mà thích dùng số thập phân thì dùng. Được chưa? Tương tự như vậy là 40 phút thì sẽ là 40 trên 6, 60. 40 trên 60 thì chúng ta sẽ chia cả tử và mẫu cho bao nhiêu? Cho 20, đúng không? Thì 40 chia 20 sẽ được 2, 60 chia 20 được 3. Vậy thì nó sẽ bằng 2 phần gì? 2 phần 3 giờ. Được chưa? 15 phút cũng giống như vậy, thì 15 trên 60. Vậy thì chúng ta chia cả tử và mẫu cho bao nhiêu? Cho 15 thì sẽ được 1 phần gì? 1 phần 4. Vậy thì bây giờ 1 phần 4 này nè, các em có thể sử dụng nó là phân số 1 phần 4 hoặc các em đổi ra số thập phân. Thì 1 phần 4 sẽ bằng là 0,25. Được chưa? Đó, em nào muốn dùng phân số thì chúng ta ghi đây là 1 phần 4. Còn không, ta ghi là số thập phân sẽ là 0,25 giờ. Được chưa? Rồi, sang câu B nè. 45 phút thì bằng bao nhiêu giờ? Thì cũng giống như vậy thôi, chúng ta sẽ lấy 45 trên 6 gì? 60. Thì 45 chia 60 thì chia cả tử và mẫu cho 15 thì sẽ được là 3 phần mấy? 3 phần 4 giờ. Được chưa? Đấy, nếu muốn 3 phần 4 mà các em muốn chia nữa thì cũng sẽ được. Nó sẽ bằng là 0,75 gì? Đúng không? Đấy, tức là 3 phần 4 thì chúng ta sẽ chuyển nó thành phân số thập phân. Đó, thì nó cũng sẽ bằng là gì? 0,75 giờ. Được chưa? Em nào để 3 phần 4 cũng được, hoặc là dùng chúng ta ghi là 0,75 giờ đều được hết. 1 giờ 30 phút thì rất dễ rồi, đúng không? Nó sẽ bằng 30 phút thì bằng 0,5 đây. Vậy thì sẽ là 1, gì? 1,5 giờ. 1 giờ 15 phút, 15 phút thì bằng 0,25. Vậy thì nó sẽ là 1,25 giờ. Được chưa? 2 giờ 20 phút. À xin lỗi, 2 giờ 20 phút thì bằng bao nhiêu giờ? Đấy, vậy thì đây nó lại là bằng bao nhiêu giờ nè. Vậy thì các em biết nè, 20 phút thì chúng ta chỉ làm bằng 1 phần 3 giờ, đúng không? Vậy thì 2 giờ nữa nè, thì chúng ta sẽ có hỗn số 2 1 phần 3 thì nó sẽ bằng 7 phần gì? 7 phần 3 giờ. Được chưa? Đấy. Đấy, như vậy thì trong bài số 1 chúng ta chú ý nhé. Có một số những cái chỗ mà chúng ta có thể để phân số hoặc để số thập phân đều được. Ở đây họ cho phép, đúng không? Rồi, ta sang bài số 2. Yêu cầu mình so sánh lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng trong những cái phép tính ở đây. 7m56 dm vuông so với 7,56m vuông.
thì như thế nào. Rồi chúng ta sẽ đổi cái anh này ra này. Vậy thì đây là mét vuông thôi, chúng ta chỉ cần đổi gì? 56 decimet vuông này này bằng bao nhiêu mét vuông? Hiểu chưa? Ta biết được 1 mét vuông thì bằng 100 deci, vậy thì 56 này sẽ bằng 0,56. 0,56 cộng với 7 thì sẽ bằng bao nhiêu? 7,56. Vậy thì 7,56 với 7,56 sẽ bằng nhau. Rồi 9 mét vuông, 9 decimet vuông so với 9,9, vậy thì sẽ như thế nào đây? 9 mét vuông không cần đổi nè, 9 deci thì sẽ bằng là 0,009 mét. 0,09 cộng với 9 thì sẽ bằng 9,009 mét vuông. 9,09 so với 9,9 thì 9,09 sẽ nhỏ hơn. Rồi. Tương tự như vậy ở đây là cm vuông nha. 1 mét vuông thì chúng ta biết nó sẽ bằng 1000 cm. Vậy thì ở đây là 600 cm vuông. 600 nè cm vuông thì sẽ bằng, chia cho 1000 sẽ bằng là 0,0 bao nhiêu nhỉ? 0,006. Đúng không? 0,006 cộng với 6 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Cộng với 6 nè thì nó sẽ bằng 6,006. Vậy thì ở đây thì phép tính như thế nào nhỉ? Phép tính như thế nào đây? Nên thầy kiểm tra lại xem nào. 600 cm, mét deci cm, vậy thì sẽ là 100. Đúng không? 100 tiếp tục nhân với 100, đúng không? Đấy, vậy thì nó sẽ là 1000, đúng không? Như vậy thì 1 mét vuông sẽ bằng 10.000 cm vuông. Đúng chưa nào? Rồi, vậy thì đây là đổi ra 6 nè. 600 cm vuông chúng ta sẽ chia cho 10.000. 600 kem chia cho 10.000 thì nó sẽ bằng là 0,06. 0,06 bây giờ chúng ta cộng với gì? Cộng với 6 thì nó sẽ bằng 6,006. Vậy thì 6,06 so với là 6,006 thì 6,006 này nó lại gì? Lớn hơn nè. Đấy, chú ý chỗ này nhá. Rồi. Câu B nè. 6 mét khối, bên này là mét khối nha. 8 decimet khối thì bằng bao nhiêu? Để so sánh với 6,8, chúng ta đổi thôi. 1 mét khối thì bằng 1000 deci, vậy thì 8 ở đây sẽ là 0,008. Nó sẽ là 6,008, đúng không? Đấy, vậy thì ở đây sẽ là 6,008 so với 6,8 thì 6,008 bên này sẽ gì? Nhỏ hơn. Được chưa? Tương tự vậy thì 3 mét khối 700 decimet khối so với 3,7. Vậy thì 700 deci nè thì sẽ bằng là mấy? 700 decimet khối thì sẽ bằng bao nhiêu? Chia cho 1000 sẽ bằng 0,700, tức là nó sẽ bằng 0,7 thôi. 0,7 bây giờ chúng ta cộng với mấy? Cộng với 3 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 3,7. Vậy thì 3,7 với 3,7 nó sẽ bằng gì? Bằng nhau. Được chưa? Đấy, tương tự ở đây. 4 mét khối 35 deci thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 4,0335. 4,035 so với 4,03. Cái này sẽ được là 4,035. Được chưa? So với 4,03, tức là 4,03 này thì nó sẽ là gì? 0,000 rất là nhiều. Vậy thì cái anh này anh sẽ gì? Lớn hơn nè. Đấy, được chưa?
Xong nhá. Rồi chúng ta cùng đến với bài số 3. Cũng tiếp tục điền nè. Số hoặc số thập phân. Đấy. Vậy thì bây giờ 1,5 năm thì bằng bao nhiêu tháng? Các em biết được là 1 năm thì có 12 tháng. Vậy thì 1,5 năm chúng ta lấy là 1,5 này nhân với 10, 12. Đấy, các em bấm máy cho nhanh thôi. Được chưa? Thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 18 tháng. 2,5 ngày bằng bao nhiêu giờ? Các em biết được 1 ngày thì có 24 giờ. Vậy thì 2,5 nhân với 2, 24. Đúng không? Đấy, chúng ta nhân nhẩm lên cũng được. Nó sẽ bằng bao nhiêu? 6 gì? 60 giờ. 4,6 giờ thì bằng bao nhiêu phút? 1 giờ thì có 60 phút. Vậy thì 4,6 giờ thì là lấy 4,6 này nhân với gì? Nhân với 60 thì chúng ta sẽ được là 276 phút. 1,5 phút thì bằng bao nhiêu giây? 1 phút thì bằng 60 giây. Vậy thì 1,5 nhân với 60, 1,5 tức là 15 nhân với 6 thì sẽ bằng gì? 90 giây. Đúng không? Rồi, bên này 2 năm 4 tháng. 2 năm là 24 tháng, cộng với 4 nữa sẽ là 20 mấy. 24 cộng 4 thì bằng 20 mấy nhỉ? 28. Được chưa? 3 ngày 7 giờ. 1 ngày thì có 24. Vậy thì 24 kèm nhân với 3 sẽ ra bao nhiêu? 72. 72 cộng với 10, 12 thì sẽ ra là 80 mấy. 84 đúng không? 3 ngày mà. 43, 12, 2 x 1, 2, 4 là 6 x 1 là 7. Được chưa? Cộng với 12, 4, 7, 1 là 8 sẽ ra là... À đâu phải, đang là 7 giờ mà. Thì cộng với 7 chứ. Đây chỉ cộng với 7 thôi thì sẽ ra là 79 rồi. 79 giờ nè. Nha. Đấy, đây sẽ ra là 79 giờ nha. Thầy đang làm câu này mà đi lấy cái 12 phút ở trên. 5 giờ 12 phút thì bằng bao nhiêu? 1 giờ thì có 60 phút. Vậy thì 60 mà nhân với 5 thì sẽ bằng bao nhiêu? 3 gì? 300 phút. 300 phút cộng với 12. Đúng không? Thì sẽ là 310, 12 phút. 4 phút 18 giây. Thì 1 phút có 60 giây. 4 phút thì 4 nhân 6 là 20, 24. 240 mà cộng với 10, 18 thì sẽ ra là 258 giây. Được chưa? Đấy. Rồi xong câu A nhá. Giờ đến câu B nè. 2 giờ 15 phút thì bằng bao nhiêu giờ? Thì chúng ta chỉ cần đổi cái 15 phút này nè. 15 phút thì bằng bao nhiêu giờ chúng ta đã biết rồi. Chúng ta chỉ lấy 15 chia cho 6 gì? 60. Thì ở trên ta đã làm nó bằng 0,25 giờ. 0,25 cộng với gì? 2. Thì nó sẽ bằng 2,25 giờ. 2,25 giờ. Chúng ta lấy kết quả của bài số 1. 3 giờ 6 phút. Thì giờ chúng ta chỉ cần đổi 6 phút. Tức là 6 chia 60 sẽ bằng 1 phần gì? 1 phần 10. 1 phần 10 tức là bằng 0 phải gì? 0,1. 0,1 cộng với 3 thì nó sẽ là bằng mấy? 3,1 giờ. Được chưa? 4 phút 30 giây. 30 giây thì bằng bao nhiêu phút? 30 giây thì bằng 0,5. 0,5 cộng với 4 thì sẽ bằng 4 phải gì? 4,5 phút. Được chưa? 5 phút 48 giây. Giờ là sẽ là 48 trên 6 gì? 60. Vậy thì 48 mà trên 60 thì nó sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Chúng ta đổi cái thằng này ra. Chia cả tử và mẫu cho 48 thì chia được cho 8,6,48, chia được cho 6. Chia được cho 6 đúng không? Đó. Vậy thì nó sẽ bằng là 8 trên 10 bằng 0,8.
0,8 cộng với 5, đúng không? Thì sẽ bằng 5,8. Được chưa? Đấy. 45 phút thì bằng bao nhiêu giờ? Ở trên chúng ta đã làm rồi. 45 phút thì bằng 0,75 giờ. Giờ 72 phút thì chỉ là 72. 1 giờ có 60 phút, vậy thì có 60, 72 chia cho 6 gì? 60 là xong thôi. 72 chia cho 60 thì nó sẽ bằng bao nhiêu? 72 chia 60 sẽ bằng 1, gì? 1,2. Đúng không? Vậy thì 1,2 giờ. Rồi, 84 giây bằng bao nhiêu phút? Chúng ta lấy 84 chia cho 60. Đúng không? 84 chúng ta chia cho 6 gì? 60. Nó sẽ ra là 1,4 phút. 21 giây thì bằng bao nhiêu phút? 21 giây thì sẽ là 21 chia 6, 60. Hai anh này thì chỉ có cùng chia hết được cho 3 thôi. Đúng không? 21 chia 3 thì bằng 7, 60 chia cho 3 thì được 2. Vậy nó sẽ là 7 phần gì? 7 phần 20 phút. Được chưa? Đó, hoặc là đây chúng ta có, nếu mà đổi ra này thì 7 chia cho 20 đi. Nếu mà đổi ra số thập phân nó sẽ bằng là 0,35 phút cũng vậy. Được chưa? Đó, nếu mà thành số thập phân. Rồi, xong nhá. Chúng ta đến bài số 4 nào. Thầy thấy à? Thầy phải lấy một cái tờ giấy khác. Một cái ô tô khởi hành từ A. Khởi hành từ A này. Lúc 7 giờ 15 phút. Tức là bắt đầu nó đi. Với vận tốc V bằng 45 km trên giờ. Quãng đường AB này họ cho là 117 km. Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ? Đó, vậy thì người ta chỉ hỏi là nó đến B lúc nào? Có vận tốc, có quãng đường rồi thì tính cái gì thôi? Tính mỗi cái thời gian đi thôi, sau đó cộng với cái thời gian xuất phát, đúng không? Dễ hơn cả là ăn cháo. Không phải chứng minh phân tích gì nhiều nhé. Được chưa? Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành làm luôn này. Có vận tốc, có quãng đường rồi, chúng ta sẽ tính là thời gian mà ô tô này đi hết quãng đường này. Thời gian ô tô đi hết quãng đường. Đó, cái quãng đường này là quãng đường dài 117 á, hay gọi là quãng đường AB là, được chưa? Nó sẽ bằng quãng đường là 117 chia cho vận tốc là chia cho 45. Rồi chúng ta bấm máy rồi. Vậy thì nó sẽ bằng 2,6. À, 2,6 này là 2,6 gì? 2,6 giờ. Rồi bây giờ chúng ta phải đổi cái thằng 2,6 này này ra giờ với phút để cộng với cái thằng thời gian xuất phát ban đầu này này. Đó, ta sẽ có này. 2,6 giờ này. Chúng ta đổi ra nó sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta chỉ cần đổi cái, tức là 2 giờ cộng với 0,6 giờ, đúng không? Vậy thì 0,6 giờ chúng ta muốn đổi ra thì chúng ta lấy 0,6 nhân với 60 thì nó bằng bao nhiêu? 36 phút, đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng mấy nhỉ? 2 giờ 36 phút. Được chưa? Vậy thì thời gian nó đi bằng này. Xuất phát lúc này thì chúng ta có tính được ô tô đến B lúc nào không? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời. Vậy thì thời gian ô tô đến B lúc, đấy, lúc nào sẽ là giờ xuất phát 7 giờ 15 phút.
cộng với cái tổng thời gian đi, 2 giờ 36 phút. Được chưa? Chúng ta cộng hai cái thằng này vào. 7 giờ 15 cộng với 2 giờ 36. 7 giờ 15 phút này. Cộng với này, 2 giờ này, 36 phút này. Đó, thầy làm nháp nên viết rất ảo tả nhé. 5 cộng 6 11, viết 1 nhớ 1. 1 cộng với 3 bằng 4, nhớ 1 là 5. Vậy sẽ là 51 phút. 9 gì? 9 giờ. Vậy thì đến B lúc 9 giờ 51 phút. Được chưa? 9 giờ 51 phút là nó đi đến B. Đó. Vậy thì dạng toán này chúng ta đã làm quá nhiều rồi. Trong vở bài tập toán cũng như là gì, phiếu bài tập cuối tuần, chúng ta đã gặp dạng này và làm rất là nhuần nhuyễn rồi, đúng không? Đó, 9 giờ 51 phút nha các em. Số 5 thầy viết sai nên thầy phải chỉnh sửa nó thành cái dạng kỳ quái như vậy. Rồi xong. Ta đến bài số 5. Một cái bể nước dạng hình hộp chữ nhật, chiều dài là 1,8 mét. Đấy. Rộng, cao. Trong khi bể không chứa nước, người ta mở vòi nước. Rồi dạng này làm nhiều chưa? Rất là nhiều, đúng không? Đúng không? Đấy, vậy thì cái dạng này thì chúng ta có gì khó khăn không nhỉ? Đầu tiên ta chỉ cần tính gì? Tính thể tích. Tính thể tích, sau đó tính được thời gian gì? Nước chảy vào trong, trong cái bể. Sau khi tính được thời gian nước chảy trong bể, chúng ta sẽ tính là 75% của cái bể này này, thì nó là bao nhiêu. Đấy, ở đây thì họ chừa cho mình là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, có 8 dòng thôi. Rồi thì chúng ta sẽ làm theo hướng là 8 dòng. Đầu tiên ta sẽ tính, đầu tiên là tính cái thể tích của cái bể này nhá. Thì thể tích chung cái bể này đi. Thể tích bể nước là, đây là bể nước hình chữ nhật, thì sẽ bằng chiều dài 1,8 nhân với chiều rộng 1,5 nhân với chiều cao 1,2. Vậy thì chúng ta bấm máy xem. À, nó sẽ bằng bao nhiêu? 3,24 mét gì? Mét khối. Vậy thì đây là thể tích, nhưng mà người ta hỏi lít nè. Đấy. Vậy thì giờ chúng ta đổi cái thằng này ra. Đổi cái thằng này ra nè. Chúng ta biết được 1 mét khối thì bằng bao nhiêu lít đây nhỉ? 1.000 lít, đúng không? Vậy thì bây giờ 1 mét khối thì bằng 1.000 lít, thì 3,24 nhân với 1.000 thì nó sẽ bằng 3 gì? 3.240 gì? Lít. Đấy. Được chưa nào? Đấy, chúng ta đổi nó ra lít thì nó sẽ được bằng này lít nha. Rồi nha. Rồi, vậy tiếp theo chúng ta sẽ tính là thời gian. Thời gian để cái bể nước chảy đầy bể. Thời gian để nước chảy đầy bể. Đó, thời gian để nước chảy đầy bể sẽ là bao nhiêu? 3.240 lít này, chúng ta chia cho mấy? Chia cho 9 gì? 900. Vì mỗi 1 giờ nó chảy được bằng này thì chúng ta phải chia nó cho 900 để tính được ra xem là bằng bao nhiêu giờ. Vậy thì chúng ta bấm. À, nó sẽ bằng mấy nhỉ? 3,6. Như vậy thì thời gian để nó chảy đầy bể phải mất là 3,6 gì? 3,6 giờ. Được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tính là, vậy thì 75% nước trong bể là bao nhiêu? Được chưa? Thì 75% nước trong bể, 75% nước trong bể sẽ là bao nhiêu? Sẽ là 3, đúng không? 3 nhân với gì? Nhân với 3,24 gì? 40, phải không? Ba hai bốn không. R
Rồi là chúng ta chia cho mấy? Chia cho 4. 75 này, 75 này này, thì các em phải nhớ là 75 này sẽ bằng bao nhiêu? 75% này này thì nó sẽ bằng một phân số, tức là bằng 3/4. Hiểu chưa? Vậy thì 3/4 của 3240. Đó, tức là nguyên cái bể này thì đầy ứ cái bể này thì sẽ là 3240, đúng không? Vậy thì 75% của nó, tức là 3/4 của gì? Của cái bể này này. Đó. Thì chúng ta sẽ tính được nó sẽ bằng 3 này. Đừng em này hỏi 3 ở đâu ra nha. Nhân với 3240, sau đó chúng ta chia cho mấy? Chia cho 4. Và đây là 3/4. Được chưa? Thì nó sẽ ra là bao nhiêu? 3 nhân này 3240 chia cho mấy? Chia cho 4 sẽ ra là 2430. Đó, chưa gì thầy đã viết số 0. Tàu này viết toàn là bị lỗi thế này không. 2430 lít nha các em. Đấy, vậy thì 75% nó sẽ bằng này. Được chưa? Vậy thì bây giờ chúng ta đã tính được chưa? Vậy thì thời gian để nước chảy vào bể, hay là thời gian để nước chảy là 75% bể là quá dễ rồi. Thời gian để nước chảy 100% đến hết bằng này. Vậy thì giờ 75% ta lấy cái số này thôi nè. Nước chảy 75% bể là, đấy, các em sẽ lấy là 2430 chia cho mấy? Chia cho 9 gì? 900. Tức là chia cho 1 giờ nó chảy được 900 lít, đúng không? Chúng ta sẽ bấm coi nào. À, nó sẽ bằng bao nhiêu? 2,7. Vậy thì 2,7 đây nè, là 2,7 giờ. 2,7 giờ nhá. Rồi nếu giáo viên yêu cầu là bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút, thì chúng ta sẽ đổi cái thằng này ra. 2,7 này này sẽ ra là bao nhiêu? Chúng ta chỉ cần đổi cái thằng 7 này ra này, tức là 0,7 này. 0,7 giờ chúng ta nhân với 60 thì nó sẽ bằng 42 phút. Vậy thì nó sẽ bằng là 2 giờ 42 phút. Được chưa? Nếu mà yêu cầu giờ phút. Đó, và đây chính là đáp gì? Đáp số của bài toán. Như vậy thì để nước chảy 75% thì chúng ta phải mất là 2 giờ 42 phút. Được chưa? Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong cái tiết số 2 của cái tuần 30 nhá. Và các em nhớ đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình nha. Bye bye.